Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Phát động trồng cây đời đời ơn Bác. Hiệp hội Hoa Đà Lạt đóng góp trên 350 triệu đồng ủng hộ Trường Sa. Người họa sĩ vẽ hơn 2.000 bức chân dung Bác Hồ. Ký ức Trường Sơn với những người cựu chiến binh Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 5, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ, tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ phát động trồng rừng và cây phân tán năm 2019. Dự lễ phát động có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, đại diện các sở ngành đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây với ý nghĩa hết sức nhân văn, đó là giáo dục ý thức con người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, gắn bó gần gũi với thiên nhiên. Có thiên nhiên, con người mới có thể tồn tại và phát triển từ đời này sang đời khác. Cho đến ngày nay, phong trào trồng rừng, trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống. Các ngành, các địa phương và nhân dân đã tích cực trồng cây, trồng rừng. Tại Đà Lạt, Lâm Đồng, hàng năm vào mùa mưa, phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán đã được thực hiện thường xuyên với tinh thần vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Buổi lễ phát động trồng cây năm 2019 là hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người 1969-2019. Với ý nghĩa đó, ông Phạm Ết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, lực lượng vũ trang trong tỉnh, các trường học, bệnh viện, huy động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện các hiệu quả tháng hành động trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng hoa ngay sau lễ phát động tại địa phương, cơ quan đơn vị mình đang sinh sống và làm việc. Với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, cây xanh sau khi trồng phải được chăm sóc, quản lý, bảo vệ để sinh trưởng và phát triển tốt. Hai là các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ để nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực hơn, hiệu quả hơn trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ số lượng và chất lượng cây giống, các điều kiện cần thiết để tổ chức ngày trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, cây giao bóng gắn với ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 và ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2019, phù hợp với điều kiện cụ thể mỗi địa phương, cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, để tỉnh Lâm Đồng nói chung, các huyện thành phố nói riêng ngày càng xanh đẹp và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Năm nay, lễ phát động trồng rừng và trồng cây phân tán được tổ chức quy mô và thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Hoạt động này thực sự là một ngày hội với số lượng cây xanh trồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các phường xã trực thuộc lên đến 6.000 cây. Tham gia vào các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, tư duy của mọi người trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường sống tốt hơn. Nhớ về Bác, khi mỗi lần mà Bác trồng cây vào ngày lễ trồng cây này thì chúng tôi rất là xúc động và cũng muốn nêu gương, cũng muốn là góp một cái sức nhỏ của mình để trồng lên một cái cây như thế này đó, để có thể là phủ xanh hơn nữa thành phố Đà Lạt. Hiện nay thì là Đà Lạt chúng ta đang bị đô thị hóa rất là nhiều, đặc biệt nhất là cái hiệu ứng nhà kính. Vì vậy nên là cái việc trồng cây này càng có ý nghĩa hơn. Và tôi nhân đây thì tôi cũng rất là mong, đặc biệt nhất là các bạn trẻ đó thì sẽ chung tay góp sức cùng nhau trồng thật nhiều cây hơn nữa để cho thành phố của chúng ta được phủ xanh nhiều hơn. Có thể thấy, hoạt động trồng cây trồng rừng hàng năm ngày một thực hiện nghiêm túc, bài bản, thực chất hơn, khắc phục những hạn chế như trồng theo thành tích, phong trào. Mỗi một năm tham gia các hoạt động này và tận mắt chứng kiến những cây xanh của mùa trước vươn cao là động lực và làm thay đổi cách nghĩ cách làm của mọi người, nhất là các bạn đoàn viên trẻ. Năm nay là năm thứ tư em tham gia hoạt động này, thì em thấy hoạt động này là rất là ý nghĩa. Trồng cây để bảo vệ môi trường, để làm cho Đà Lạt
nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì có một cái màu xanh tự nhiên. Một cái vấn đề là chúng ta trồng cây nhưng mà bảo vệ như thế nào và làm sao để phát triển cái lượng cây này thì cũng là một cái khó khăn và cũng là cái trăn trở mà hiện nay là kể cả các cái ban ngành, đoàn thể thì đều quan tâm đến. Và đặc biệt là làm sao để mà mình có thể phát huy cũng như là tiếp sức không chỉ mình, các bạn và các thế hệ sau này nữa bảo vệ cái màu xanh đấy. Trong năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã trồng được 50.000 cây phân tán và nhiều diện tích rừng tập trung trên địa bàn tỉnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng. Các vụ phá rừng lấn chiếm đất rừng còn xảy ra phức tạp. Những hình ảnh hàng nghìn cây xanh được vun trồng hôm nay cho chúng ta hy vọng bảo tồn màu xanh cho một thành phố trong rừng và tỉnh có độ che phủ rừng cao trong cả nước. Chuyển sang thông tin quan trọng khác, hôm qua ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cùng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm và những khó khăn vướng mắc trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến nay. Tham dự buổi làm việc có ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đại diện một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của ngành chức năng Lâm Đồng, trong thời gian qua, địa phương luôn thực hiện nghiêm túc và áp dụng pháp luật trong việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan tới các quy định về đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, áp dụng các biện pháp xử lý tang vật từ trên xuống dưới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan. Theo Chi cục Kiểm lâm của tỉnh, trong năm qua, Lâm Đồng đã xử lý vi phạm hành chính 15 vụ liên quan đến vi phạm pháp luật về động vật hoang dã. Tổ chức trả về rừng một số cá thể bị săn bắn nuôi nhốt trái phép như mèo rừng, diều núi, chồn hôi, vọc chà vá chân đen, khỉ đuôi lợn, v.v. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gây nuôi 32 loài động vật hoang dã với 7.438 cá thể tại 230 cơ sở, trong đó có 18 loài quý hiếm. Riêng các loài không giữ được tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn do người dân còn mê tín trong việc sử dụng các món ăn liên quan đến động vật rừng, khó phát hiện các hành vi vận chuyển động vật trái phép từ các huyện vùng sâu, vùng xa. Khó khăn trong việc áp dụng hình thức xử lý tang vật, trung tâm cứu hộ ở xa nên khó khăn trong vận chuyển tiếp nhận. Đối với Công an tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2018 đã khởi tố và chuyển viện kiểm sát, đề nghị truy tố 2 vụ, 3 đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm còn mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu, phương tiện kỹ thuật, kinh phí còn hạn chế. Trong lúc đó, một số quy định của pháp luật vẫn còn kẽ hở cho tội phạm lách luật. Tại vườn quốc gia Bí Đốp Núi Bà, công tác bảo vệ động vật quý hiếm thường xuyên được triển khai. Nhưng do địa bàn rộng lớn, dân di cư tự do vào rừng săn bắn, nên khó kiểm soát. Mặt khác, hạn chế về cả kinh phí lẫn con người triển khai nhiệm vụ. Trước thực trạng trên, các đơn vị đã đề xuất các giải pháp như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến nhận dạng, phân biệt động vật hoang dã quý hiếm, tăng cường trang bị thiết bị, nhân lực, kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm. Mặt khác, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, sát với thực tế. Thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã ghi nhận những nỗ lực của Lâm Đồng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm. Đồng thời, yêu cầu Lâm Đồng cần có các giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương. Riêng các kiến nghị đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ tổng hợp và báo cáo trước Quốc hội nhằm xem xét hướng giải quyết phù hợp trong thời gian tới. Các hoạt động dân lễ Phật Đản 2563, dương lịch 2019. Hiệp hội Hoa Đà Lạt đóng góp trên 350 triệu đồng ủng hộ Trường Sa là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Chiều hôm qua, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thanh ủy đã đến thăm và chúc mừng các tăng ni, Phật tử, chức sắc tại tổ đình Linh Quang, phường 6 và tịnh xá Ngọc Đức, phường 10, thành phố Đà Lạt, nhân lễ Phật đản 2563, dương lịch 2019. Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các hòa thượng, tăng ni, chức sắc và Phật tử một mùa Phật đản 2563, dương lịch 2019 an lạc, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Đồng thời, thăm hỏi tình hình đời sống của các tăng ni Phật tử cũng như mong muốn các tăng ni Phật tử phát huy nếp sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Các tăng ni Phật tử tổ đình Linh Quang và tịnh xá Ngọc Đức đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đối với đời sống của bà con Phật tử cũng như tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo đúng pháp luật ngày càng phát triển. Đồng thời sẽ động viên bà con giáo dân tiếp tục đóng góp sức mình vào việc xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển về mọi mặt, phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Với Phật giáo, từ thiện xã hội là sự thể hiện lòng từ bi và sự dấn thân của các vị tăng ni và Phật tử vào đời sống xã hội qua những hoạt động cụ thể để cứu giúp những mảnh đời khổ hạnh. Bằng những việc làm thiết thực, Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã cùng chính quyền địa phương đóng góp công sức tiền của giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bất hạnh về vật chất và tinh thần, góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, đồng thời giúp người với người xích lại gần nhau hơn. Vất vả với công cuộc mưu sinh nên việc khám chữa bệnh đối với người nghèo khi chẳng may đau ốm là cả gánh nặng. Thấu hiểu nỗi lo của những bà con vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn khi những lúc bệnh tật, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt đã tổ chức chương trình trao thẻ bảo hiểm y tế cho 265 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Đúng như chủ đề, kết nối sẽ chia và lan tỏa, những tấm thẻ bảo hiểm y tế mang theo sự động viên, tình cảm yêu thương của mọi người đến những mảnh đời kém may mắn hơn, góp phần giúp họ giảm bớt phần lớn chi phí khám chữa bệnh, từ đó an tâm lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tăng ni và Phật tử thì cố gắng để mà vận động cái chương trình mà rất là thiết thực, ủng hộ những cái đồng bào mà vùng sâu vùng xa để có được một đời sống ấm no và hạnh phúc. Trong cái cuộc sống ai cũng gặp mà những cái khó khăn, bệnh tật rất là nhiều, cho nên hôm nay thì tôi cũng đại diện cho để cảm ơn tất cả những ai đã có cái từ thiện hôm nay. Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, các tăng ni Phật tử tại Lâm Đồng đã tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, đặc biệt đóng góp không ít sức lực và tình cảm trong các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn, người tàn tật, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu vùng xa. Sự trợ giúp tuy không lớn nhưng kịp thời xoa dịu phần nào nỗi nhọc nhằn bất hạnh bằng tấm lòng ấm áp từ bi của nhà Phật. Năm nào ở nhà chùa cũng có một quà để động viên giúp đỡ cho hoàn cảnh như chúng tôi. Cái sự quan tâm đó thì tôi thấy đây toàn bộ là những người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn thì rất là có một sự phấn khởi. Giả sử như hôm nay chẳng hạn, thấy ba con đó cũng nhận quà cũng vui vẻ. Phật giáo chúng ta cũng là đem cái tình thương của người con Phật để giúp đỡ cho những người khó khăn, những người neo đơn và những người khuyết tật. Nhờ tất cả những Phật tử gần xa, mỗi người đóng góp vô một phần nhỏ cùng với Phật giáo, với nhà chùa để mà giúp đỡ cho đồng bào. Chính bằng sự san sẻ, chia sớt trên tinh thần từ bi, bình đẳng, vị tha mới thiết lập được xã hội bình ổn và an vui hạnh phúc. Đặc biệt là giúp con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn trong mối tương quan xã hội. Đó chính là những điều mà các tăng ni và Phật tử tỉnh Lâm Đồng đã và đang nỗ lực thực hiện. Vì yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Tối hôm qua 17 tháng 5 tại huyện Di Linh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh đã tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Với sự tham gia của 14 doanh nghiệp, 25 gian hàng đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, với các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, giày dép. Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Di Linh là giải pháp tích cực
thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng vùng nông thôn, miền núi, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người tiêu dùng, có phần thay đổi tập quán sở thích tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt. Qua mấy năm tổ chức thì chương trình này chúng tôi nhận thấy là cái hiệu quả nó cũng đạt rất là cao, bởi vì chúng tôi tổ chức cho những vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Và cái thứ hai nữa là hàng đưa về, hàng có chất lượng, hàng có xuất xứ, hàng đạt hiệu quả. Điểm mới của phiên chợ năm 2019 là sự tham gia của các đơn vị đến từ nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương và siêu thị Co-op-Mart thành phố Bảo Lộc. Với các sản phẩm phong phú, đa dạng về chủng loại và mẫu mã, phiên chợ hàng Việt là dịp giúp người tiêu dùng ở huyện Di Linh có thêm cơ hội lựa chọn những sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, tạo động lực thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Tất cả các mặt hàng thì nói chung là rất phong phú. So với cái giá thị trường hiện bây giờ thì thấy nó cũng giảm cho bà con. Lâu lâu một quý hoặc là hai quý có một lần. Để nhiều bà con ở ngoài vùng sâu vùng xa, ngoài những xã gần huyện thì để những bà con kia họ có thể họ biết rồi họ cũng tham gia như mình. Với siêu thị Co-op-Mart Bảo Lộc, khi chúng tôi thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn huyện Di Linh thì chúng tôi mong muốn giới thiệu tới bà con nông dân địa phương trên địa bàn huyện Di Linh mà các sản phẩm hàng Việt và có xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và ngoài ra thì cũng đảm bảo chất lượng và giá cả thì luôn giảm từ 10 đến 50% để cho bà con có điều kiện tiếp xúc với hàng Việt cũng như các cái sản phẩm của hàng nhãn riêng của hệ thống siêu thị Co-op-Mart đang bày bán trong siêu thị. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi là giải pháp kích cầu thị trường, thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và xuất khẩu giảm sút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Di Linh sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2019. Sau một thời gian phát động chung tay hướng về Trường Sa thân yêu, ngày 18 tháng 5 tại thành phố Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã tổ chức tiếp nhận hiện vật và tiền mặt của 38 doanh nghiệp thuộc thành viên Hiệp hội Hoa với trị giá trên 350 triệu đồng. Cụ thể, hiện vật bao gồm hoa, rau củ, quả các loại, các sản phẩm trà, atiso, cà phê, chuối la ba, giống rau hoa, phân bón trồng trọt, các vật dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và sách vở, xe đạp học sinh với giá trị hơn 150 triệu đồng. Đồng thời, huy động các doanh nghiệp đóng góp 200 triệu đồng tiền mặt, ủng hộ Trường Sa. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, toàn bộ hiện vật sẽ được đoàn đại biểu của Hiệp hội Hoa ra thăm quân, dân và trao tặng trực tiếp cho các đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trong tháng 5 này. Riêng nguồn kinh phí sẽ chuyển khoản cho Trường Sa xây dựng các công trình trên đảo. Cũng nhân dịp này, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã tổ chức giới thiệu triển lãm các bức ảnh về Trường Sa với sự tham gia của các cựu chiến binh từng công tác phục vụ ở Trường Sa. Qua đó, để người xem hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng của dân tộc, đặc biệt tinh thần chiến đấu bảo vệ của quân và dân ta trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: người họa sĩ vẽ hơn 2.000 bức chân dung Bác Hồ; người tiêu dùng lựa chọn nguồn cung thịt lợn an toàn. Chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào và chưa từng được gặp Bác Hồ, song họa sĩ Xuân Phúc đã có nhiều sáng tác thành công về người. Tính đến nay, ông đã có hơn 2.000 bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bức tranh chân dung Bác Hồ của họa sĩ Xuân Phúc hiện được lưu giữ tại các gallery hội họa ở nhiều nước trên thế giới. Trong những ngày tháng năm này, họa sĩ Xuân Phúc lại tiếp niềm đam mê của mình với bức chân dung Bác Hồ tại chiến dịch Đông Khê. Hình ảnh Bác ở vị trí trung tâm, trực tiếp quan sát đồn Đông Khê cùng với lá cờ đỏ sao vàng trên nền trời, thể hiện ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả hiện lên chân thực qua tay vẽ đầy sáng tạo của họa sĩ. Tranh chân dung người Bác, cái điều quan trọng nhất là thể hiện được cái thần thái của Bác.
một vĩ nhân, một lãnh tụ của dân tộc, làm sao vừa lại rất gần gũi như người cha, người ông của mình, nhưng cũng là một cái người vĩ đại của dân tộc. Là người đã thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc trên cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh, nghiên cứu rất nhiều về hình tượng Hồ Chí Minh, diễn viên Tiến Hợi thực sự hút hồn với đôi mắt và vầng trán ở những bức tranh mà người bạn mình vẽ chân dung Bác Hồ. Đôi mắt của bác thì anh vẽ thì thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận thấy, càng nhìn vào đôi mắt trong bức tranh của anh vẽ, tôi cảm giác như bác đang nhìn mình, bác đang ngắm mình và bác đang động viên mình. Phần lớn những tác phẩm của Xuân Phúc đều được sáng tác bằng chất liệu sơn dầu. Theo ông, chất liệu sơn dầu có nhiều thế mạnh, thể hiện được rõ nét những tư tưởng, tình cảm mà ông dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Chính vì tình yêu với bác mà tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông đi vào chi tiết, tới độ người xem có thể nhìn tới từng chi tiết sinh động. Tôi cũng trải qua những cuộc chiến tranh chống Mỹ rồi là chiến tranh biên giới và cũng tiếp xúc với nhiều những cái hình ảnh Bác Hồ. Nhưng phải nói rằng là tôi cảm nhận anh Phúc là vẽ tranh Bác Hồ là gần như là tôi cảm thấy là đẹp nhất ở Việt Nam này. Bác là mặt trời tỏa muôn nơi, là đất trời, cỏ, cây và hoa lá. Ca ngợi bác ngàn lần không hết, bác thật gần lại là thánh nhân. Nghĩ về bác con nguyện gắng sức, tự sửa mình phấn đấu vì ngày mai. Sức nhỏ con xin làm việc nhỏ để xứng đáng cho Bác Hồ Chí Minh. Việc dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở phía Nam và áp sát thành phố đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý tiêu dùng của người dân thành phố Hồ Chí Minh, khiến thị trường thịt lợn giảm sức tiêu thụ. Tuy nhiên, do thịt lợn là loại thịt được sử dụng phổ biến nhất để chế biến món ăn, nên phần lớn người tiêu dùng vẫn không thể quay lưng với thịt lợn. Để yên tâm sử dụng, người dân đã ưu tiên lựa chọn các nguồn cung, nhà phân phối thịt lợn uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn. Thông tin về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại các tỉnh thành phía Nam khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại khi lựa chọn thịt lợn cho bữa ăn hàng ngày. Những ngày qua, giá thịt lợn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là ở các chợ truyền thống giảm mạnh, sức tiêu thụ cũng giảm, dù phần lớn nguồn thịt bán ra tại chợ đều được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ an toàn. Để ổn định thị trường thịt lợn, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, kiểm dịch nguồn thịt lợn từ các địa phương và cả nguồn tại chỗ để cung cấp thịt hàng ngày. Các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối đều được kiểm soát an toàn dịch bệnh. Các nhà phân phối lớn cũng đảm bảo nguồn cung thịt lợn an toàn cho thị trường thành phố. Cùng với việc hiểu rõ dịch tả lợn không gây bệnh trên người và thịt lợn không nhiễm bệnh, được nấu kỹ, ăn chín, an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục dùng thịt lợn. Ký ức Trường Sơn với những người cựu chiến binh Lâm Đồng là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Cách đây 60 năm, trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã ra đời, từng bước được xây dựng phát triển, có phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những người cựu chiến binh Lâm Đồng, những người từng góp mặt trên tuyến đường huyền thoại năm ấy, giờ đây mỗi khi nhớ lại vẫn vẹn nguyên trong ký ức của năm tháng cống hiến chiến đấu cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2019, chúng ta cùng đến với phóng sự sau để thấy rõ hơn về điều này. Đây là những tấm ảnh chụp cùng đồng đội cách đây 60 năm cùng tham gia chiến đấu mở đường Trường Sơn của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa lưu giữ. Đó là kỷ niệm những năm tháng ông tham gia chiến đấu ở Phan Nốt, Sang Phan của Lào, đường 128, đường 12A Quảng Bình. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ chính của cựu chiến binh Hòa là công binh rà phá bom mìn, lấp mở đường tránh, đảm bảo an toàn cho những chuyến xe phục vụ cho cuộc chiến đấu. Công binh chúng tôi là phải thường xuyên túc trực ở đường. Chúng tôi có khẩu hiệu là máu chúng ta có thể đổ, nhưng mà đường chúng ta không thể tắt. Và cái quyết tâm đó là đã ăn sâu bám rễ đối với từng chiến sĩ của chúng tôi. Và thực tế có những cái chiến sĩ chúng tôi á, mặc dù biết là hy sinh, phá bom từ trường biết là hy sinh, nhưng mà vẫn là không quản ngại. Đấy. Có đồng chí thì được là truy điều trước khi ra làm nhiệm vụ. Với cựu chiến binh Nguyễn Thị Sen,
hiện ở phường 1 thành phố Đà Lạt, từng tham gia chiến đấu đường Trường Sơn. Cùng với hàng ngàn thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến tham gia chiến dịch mở tuyến giao liên, vận tải quân sự. Trong điều kiện vô cùng khó khăn là phụ nữ, nhưng với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, bà và các đồng đội đoàn 559 đã kiên trì bám trụ, đảm bảo thông suốt hệ thống đường giao thông trong toàn vùng. Lúc bây giờ thì tôi còn rất là trẻ, còn nhỏ, cho nên nói chung là trong cái vấn đề mà nói mệt mỏi hay là làm cho mình mà nản chí thì không bao giờ có, mà quyết chí. Nói chung là lúc đó là rất là gan thép, chứ không có một cái sự gì là khó khăn đối với bản thân hay là đối với những cái công việc, hay là còn đối với đồng đội thì thương nhau hết mình, dù là có một nắm rau rừng thôi cũng chia nhau mỗi người vài cọng để mà sống cho nó qua cái đoạn thời gian đó và để làm hoàn thành cái công việc. Mỗi người một nhiệm vụ, một vị trí khác nhau, nhưng mục tiêu chung là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 60 năm đã qua, nghĩ về đường Trường Sơn năm ấy, mỗi cựu chiến binh luôn xúc động. Ở cái xe chúng tôi là lúc nào cũng có lá ngụy trang và vượt qua nhiều cái ngầm suối mà phải nói là cũng cái sống với cái chết kề cận với nhau, cũng không thể coi như nói trước được. Nhưng rồi cuối cùng những cái tăng vòng tăng chuyến của xe để vận chuyển hàng hóa vào chiến trường để giúp đỡ các đồng đội mà mang vũ khí đạn dược và vận chuyển cả con người vào trong chiến trường để tăng thêm cái sức mạnh. Cương vị lúc bấy giờ mình phải tiêu diệt nó thôi. Chỉ có một cách tiêu diệt nó. Cương vị mình lúc ấy là những các đơn binh các binh chủng hợp thành, nó phải hợp sức với nhau tiêu diệt nó để cho xe vào thôi. Có thế. Chứ còn nhiệm vụ nó cứ ăn rồi nó vác súng lên trên đỉnh núi, nó vác tên lửa lên đỉnh núi rồi nó bắn nó đó. Mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi cũng sung sướng khi mình đã làm được cái việc đấy. Có thể khẳng định, lúc bây giờ, Đảng ta nhận định việc mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải phóng đất nước. Vì vậy, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt, hay còn gọi là Đoàn 559, chính thức được thành lập nhằm mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong 16 năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên Bác, bộ đội Trường Sơn đã làm nên một hệ thống giao thông dày đặc với 5 trục dọc, 21 trục ngang, với gần 17.000 km đường xe cơ giới, vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch, bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại. Với cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, tham gia chiến đấu đường Trường Sơn ngày đó, chủ yếu là lính của các tỉnh phía Bắc. Họ có mặt rộng khắp trên các chiến trường, tham gia vào lực lượng binh chủng hợp thành như lái xe, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, pháo binh, công binh, bộ binh, lính xăng dầu, hậu cần văn nghệ sĩ, báo chí, dũng cảm chiến đấu và giành được nhiều thắng lợi. Sau khi đất nước thống nhất, họ chuyển vào Lâm Đồng công tác, sinh sống. Với hơn 16.000 hội viên cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn sinh hoạt rộng khắp trên các địa phương trong tỉnh, về với đời thường vẫn còn đó vết thương của chiến tranh, nhưng họ, những người lính vì Trường Sơn năm ấy, vẫn vươn lên mạnh mẽ, sống, công tác và làm nhiều điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội. Của người thanh niên lúc bấy giờ là phải lên đường cầm súng đánh Mỹ, mà chúng tôi không có nghĩ đến một bất kỳ một cái nhu cầu nào khác. Mà cái tinh thần lúc bấy giờ là chỉ hào hứng phấn khởi để được cái là ra chiến trường để đánh Mỹ thôi. Thế thì những con người Trường Sơn thì cái hy sinh gian khổ trong cuộc chiến như vậy, nhưng mà đến bây giờ trở về với đời thường, chúng tôi vẫn luôn luôn phát huy cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, cũng như là bản chất của người lính Trường Sơn anh hùng, mà về với đời thường thì cũng cố gắng tích cực là để tham gia với lại chính quyền địa phương cũng như là tất cả các cái công tác xã hội. Mỗi độ tháng năm về, chiến sĩ Trường Sơn của tỉnh Lâm Đồng năm xưa lại gặp gỡ để hỏi thăm, động viên nhau trong công việc, trong cuộc sống và cùng nhau ngược dòng lịch sử với những hồi ức khó quên. Họ là những con người làm nên huyền thoại,
một huyền thoại bất tử được dệt nên từ lý tưởng kiên trung của những chiến sĩ cách mạng kiên cường, để cho hôm nay đất nước trọn niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.